MC Trấn Thành và Sao Việt ủng hộ hàng tỷ đồng hướng về miền Bắc. Những ngày qua, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt ở mọi miền đất nước cùng chung tay san sẻ khó khăn của bà con ở vùng ngập lụt sau bão Yagi. Trong ngày 10 tháng 9, có thêm nhiều Sao Việt quyên góp ủng hộ đồng bào miền lũ. Hàng tỷ đồng được các Sao Việt gửi tới các vùng thiệt hại nặng sau bão Yagi như ca sĩ Hà Anh Tuấn 1 tỷ đồng, vợ chồng Sắc Bình, Phương Oanh 500 triệu đồng, Hòa Minh Di 500 triệu đồng, Mizu 100 triệu đồng, Lê Dương Bảo Lâm 100 triệu đồng, ca sĩ Hoàng Hải và các fan 100 triệu đồng. MC Trấn Thành che con số cụ thể, chỉ tiết lộ số tiền quyên góp trên 100 triệu đồng và nhắn nhủ: ngay lúc này, họ thật sự cần giúp đỡ. Chúng ta mỗi người hãy giúp một tay, nhiều hành động nhỏ sẽ có kết quả lớn. Trên trang cá nhân, Rider cho biết anh đã ủng hộ 30 triệu đồng cho người dân miền Bắc thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Negip cũng lặng lẽ chuyển 50 triệu đồng để giúp sức bà con ở các tỉnh ngập nặng. Châu Bùi chia sẻ hình ảnh đã quyên góp 100 triệu đồng. Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng dưới danh nghĩa cá nhân. Nhiều người nổi tiếng như Quang Linh Vlog, Mèo Trái Đất, DJ Mie, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng góp sức cứu trợ những người dân còn mắc kẹt ở vùng lũ lụt. Ca sĩ Bằng Kiều về Yên Bái cứu trợ lũ lụt, mang theo nhiều áo phao, nhu yếu phẩm hỗ trợ các chiến sĩ và người dân. Diễn viên Đại Nghĩa cùng một số người bạn mua hàng nghìn áo phao, gói bánh chưng hút chân không và gửi về Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Trước đó, Sao Việt cũng đã quyên góp hàng trăm triệu đồng hướng về người dân miền Bắc đang chống chọi với mưa lũ, sạt lở. Ca sĩ Tùng Dương cùng nhiều người bạn ủng hộ 500 triệu đồng, giúp đỡ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi. Hoa hậu Thùy Tiên quyên góp 50 triệu đồng, Phí Phương Anh cũng gửi 50 triệu đồng để san sẻ bớt gánh nặng cho bà con. Vợ chồng diễn viên Bình An, Phương Nga ủng hộ 20 triệu đồng, ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh góp 150 triệu đồng, siêu mẫu Thanh Hằng ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng. Gia đình Lý Hải, Minh Hà gửi 3.000 cân gạo, 400 thùng mì và kèm tiền mặt chuyển đến người dân vùng lũ phía Bắc. Hàng loạt Sao Việt như Tắc Tiên, Việt Hương, Puka, Di Tuấn Kiệt, Minh Tú, Vũ Cát Tường, Lan Ngọc ủng hộ và kêu gọi mọi người chung tay cứu trợ đồng bào lũ lụt thiên tai. Không chỉ ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ còn hỗ trợ người dân vùng lũ bằng hành động thiết thực. Gia đình diễn viên Quỳnh Lương tại Tam Nông, Phú Thọ đã dùng nhà riêng cho các em học sinh chú bão. Hay diễn viên Kiều Anh gom áo phao, sạc dự phòng, đèn pin và về Thái Nguyên giúp đỡ người dân. Ca sĩ Thái Thùy Linh đã có chuyến xe đến Lạng Sơn để cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời cho bà con mắc kẹt ở vùng lũ.